Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đinh Thị Huyền, đến từ công ty cổ phần đại lý thuế Satasa. Hôm nay thì cũng là ngày 11 tháng 11 rồi, gần đến cái kỳ báo cáo tài chính năm của năm 2022, để cho các bạn kế toán có thể dễ dàng hơn trong việc là hạch toán kế toán cũng như là kiểm tra lại sổ sách dữ liệu kế toán trước khi mà lên báo cáo tài chính. Thì Huyền đại diện cho Satasa cũng có một cái video để gửi tặng đến các bạn kế toán đang làm kế toán và đặc biệt làm kế toán trên phần mềm Visa để có thể theo dõi được cái bảng cân đối tài khoản của công ty cũng như là theo dõi được cái tính hợp thức của tất cả các tài khoản. Thì chúng ta sẽ có hai phần trong phần trình bày của ngày hôm nay của Huyền. Phần thứ nhất đó chính là về các bước về kiểm tra theo nguyên lý kế toán, và phần thứ hai là Huyền sẽ trình bày cho các bạn cách kiểm tra trên phần mềm Visa. Trước tiên thì về cái nghiệp vụ của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ cần lưu ý những cái nào thì sẽ theo bài giảng của Huyền như sau. Thứ nhất là các bạn nhìn xem, đầu tiên là các bạn sẽ kiểm tra cái phần gọi là kết chuyển lợi nhuận ở đầu năm. Thì nếu giả sử trong công ty cái dữ liệu mà các bạn đang làm là công ty đó thành lập năm 2022 thì các bạn sẽ bỏ qua cái bước này. Công ty nào mà được thành lập từ năm 22 trở về trước, ví dụ như thành lập năm 2021 thì tất nhiên khi các bạn làm dữ liệu 2022 nó đã có số dư đầu kỳ của tài khoản 4212 trên bảng cân đối tài khoản. Lúc này các bạn sẽ phải chuyển cái 4212 đó về 4211 trong năm 2022, và ngày kết chuyển ở đây các bạn nên để là ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngày kết chuyển các bạn để ngày 01 tháng 01 năm 2022, và dựa vào cái phần định khoản cũ còn số dư trên tài khoản 4212 nó đang nằm ở bên nợ hay bên có mà các bạn có những cái bút toán kết chuyển tương ứng. Ví dụ ở đây giả sử như là đầu năm các bạn có năm trước các bạn đang kinh doanh lãi thì tất nhiên nó sẽ nằm ở số dư bên có của 4212, thì lúc này kế toán sẽ ghi ngược lại cái bút toán đó, đảo về là nợ của 4212 lợi nhuận chưa phân phối năm nay và có của 4211 lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Tiếp theo, trường hợp nếu giả sử năm 2021 các bạn đang làm ăn lỗ thì tất nhiên số dư cuối kỳ của 4212 nó sẽ nằm ở bên nợ, và các bạn sẽ làm bút toán đảo ngược cho Huyền là nợ 4211 là lợi nhuận chưa phân phối năm trước và có 4212 là lợi nhuận chưa phân phối năm nay, để làm sao chuyển cái số dư của 4212 về cái 4211, được không ạ? Đó là cái bút toán đầu tiên khi các bạn làm dữ liệu kế toán. Cái nghiệp vụ thứ hai mà các bạn cần lưu ý đó chính là thuế môn bài. Công ty nào cũng phải đóng thuế môn bài năm, và tùy thuộc vào cái mức vốn điều lệ của công ty mà chúng ta sẽ có cái số tiền đóng thuế môn bài tương ứng, và dựa vào cái số tiền đóng thuế môn bài đó thì chúng ta sẽ có hai bút toán để hạch toán. Bút toán đầu tiên là các bạn hạch toán cái phần nộp tiền thuế môn bài, chúng ta nộp bằng tiền mặt hay chúng ta nộp bằng ngân hàng thì chúng ta sẽ vào cái phân hệ tương ứng trên phần mềm để chúng ta hạch toán. Và bút toán hạch toán nó sẽ là nợ của tài khoản 3338 và có của tài khoản 111 hoặc 112 tương ứng, nghiệp vụ của thiếu chi hoặc nghiệp vụ của ủy nhiệm chi, được không ạ? Tiếp theo, để đối ứng với tài khoản 3338 đó thì các bạn sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác. À đúng rồi, cái này chúng ta sẽ làm ở đâu ạ? Chứng từ nghiệp vụ khác trên phần mềm Visa. Chúng ta sẽ định khoản là nợ của tài khoản 6425 và có của tài khoản 3338, được không ạ? Rồi, tiếp theo là các anh chị sẽ kiểm tra đến các cái tính hợp lệ của các tài khoản 111. Kế toán cần kiểm tra xem số dư tiền mặt của chúng ta có bị âm hay không. Và nếu mà bị âm thì ở nghiệp vụ nào thì chúng ta sẽ có những cái phương án xử lý tùy thuộc vào cái dữ liệu đó để chúng ta xử lý. Thì có một số cái cách mà Huyền xin chia sẻ ở đây về cái cách mà xử lý cái số tiền âm như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể làm những cái hợp đồng lãi suất mượn tiền không lãi suất, hoặc là vay tiền không lãi suất, hoặc là chúng ta có thể có những cái biện pháp xử lý là bổ sung vốn góp, hoặc là tạm thời đưa những cái khoản thanh khoản là mình đang trả tiền mặt cho khách hàng của những cái hóa đơn trước đó thì chúng ta sẽ bỏ nó ra thành công nợ, sau đó khi nào mà có tiền thì chúng ta mới mới tiến hành thanh toán cho những cái hóa đơn trả bằng tiền mặt trước đó, để cho cái tiền mặt hiện tại nó không bị âm, được không ạ? Tức là mình nhả cái phần trả bằng tiền mặt nó ra thành công nợ để cho cái tiền mặt tại thời điểm hiện tại nó không âm, sau đó khi nào có âm thì chúng ta sẽ ghi lại. Và trong tất cả các cách này thì Huyền luôn tư vấn cho khách hàng cái cách là chúng ta bổ sung gì ạ? Bổ sung cái vốn góp, hoặc là tạm thời đưa những cái khoản mà thanh toán bằng tiền mặt đó về sau và mình điều chỉnh.
Còn cái việc mà mình làm hợp đồng vay lãi suất 0% hoặc không lãi suất, nó ở một cái mức độ nhất định thôi, nó còn liên quan đến các giao dịch liên kết trong công ty nữa. Thành ra là chúng ta không sử dụng lố những cái cách mà làm những cái hợp đồng vay này, ảnh hưởng đến cái việc là có chi phí lãi vay trong kỳ khi giao dịch ngân hàng, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần giao dịch liên kết, nên các anh chị lưu ý phần này ha. Rồi, và để kiểm tra được cái tiền mặt này của chúng ta có bị âm hay không, thì một hồi nữa khi mà đi vào cái phần dữ liệu thì Huyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị chi tiết, được không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tìm đến những cái bút toán liên quan đến cái phần là gọi là mua hàng trong kỳ, ví dụ như là 152, 153, 156, 641, 642, tất cả các nghiệp vụ liên quan đến cái phần mua hàng trong kỳ, để chúng ta kiểm tra lại cái phần là chúng ta có treo công nợ hay không, đúng không? Để chúng ta bỏ nó ra, để cho cái công nợ của chúng cái phần tiền mặt của chúng ta nó có thể dư ra ngay tại thời điểm đó. Hoặc là chúng ta có thể lập những cái phiếu thu công nợ đó. Hồi nãy mình là cái phiếu chi trả công nợ đúng không? Bây giờ thu công nợ về coi thử coi cái nào mà mình có thể thu bằng tiền mặt trong tương lai, thì mình thu sớm hơn một tí để mình điều chỉnh. Tất nhiên là nó sẽ không giống với thực tế, nhưng mà mình làm như vậy thì mình có thể điều chỉnh được cái sổ báo cáo cho nó hợp lý ngay tại thời điểm hiện tại, được không ạ? Sau khi cái tài khoản 111 xong rồi thì chúng ta sẽ xếp đến cái tài khoản tiếp theo, đó là tài khoản 112. Đối với tài khoản 112 thì cái kế toán cần lưu ý là chúng ta sẽ đối chiếu giữa sổ tiền gửi bao gồm gì ạ? Sổ dư nợ đầu kỳ, số dư nợ cuối kỳ, số phát sinh trong kỳ, và trên các sổ chi tiết phải tổng hợp và giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ có cái căn cứ, đó chính là sổ gì ạ? Sổ phụ của ngân hàng ngay tại thời điểm mà ngân hàng họ in và họ ký cái phần này cho chúng ta. Thì số dư cuối kỳ của tài khoản 112 theo từng chi tiết ngân hàng nó phải khớp với lại sổ phụ ngân hàng ngay tại thời điểm cuối năm. Nếu mà ngân hàng bằng tỷ giá đô thì chúng ta phải có cái phần gọi là đánh giá chênh lệch tỷ giá. Và những cái lưu ý khi mà các anh chị sử dụng các tài khoản 112 thì bao gồm những lưu ý như sau. Giả sử như công ty có nhiều tài khoản ngân hàng thì mỗi cái tài khoản số dư chúng ta sẽ đối chiếu với lại một cái sao kê khác nhau ha. Tức là trên Visa họ sẽ cho phép mình in cái 112 theo từng ngân hàng, và mình sẽ xem sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng đó so với lại từng cái sổ phụ ngân hàng. Mỗi ngân hàng đều có giấy báo nợ, đều có báo nợ, báo có, sao kê và sổ phụ đính kèm, cái này là bắt buộc phải có. Tiếp theo nữa là tài khoản ngân hàng thì tất nhiên cũng sẽ giống như tài khoản tiền mặt là không có số âm, trừ những trường hợp mà doanh nghiệp có vay thấu chi. Là những cái tài khoản thấu chi đó thì chúng ta lại không sử dụng tài khoản 112 để so sánh, mà như các bài hướng dẫn của Huyền trước là chúng ta sẽ sử dụng tài khoản 341 để theo dõi các khoản vay thấu chi này. Và khi mà ngân hàng họ gửi lại cho chúng ta cái sổ phụ của vay thấu chi thì trên cái sổ phụ đó nó sẽ là âm, và âm này không thể hiện là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp, mà nó là một cái khoản nợ phải trả trong tương lai của doanh nghiệp, được không ạ? Đối với ngân hàng. Rồi, đối với lại các ủy nhiệm chi trên 20 triệu thì các anh chị nhớ kẹp cùng với lại cái hóa đơn trên 20 triệu. Nếu mà kẹp cùng hợp đồng có thì càng tốt, để chúng ta giải trình những cái hóa đơn lớn hơn 20 triệu sau này. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta nên, bây giờ hiện tại là chúng ta đã sử dụng online để thanh toán là chủ yếu. Bởi vậy nên là giả sử trong trường hợp các anh chị có thanh toán online mà cuối kỳ các anh chị có quyết toán thuế hoặc là có hoàn thuế trong tương lai, thì các anh chị tốt nhất là chúng ta nên ra ngân hàng nhờ ngân hàng in lại toàn bộ cái ủy nhiệm chi trong năm của anh chị, sau đó đóng dấu và các anh chị sẽ lưu lại tại đơn vị. Việc này rất là quan trọng nếu trong trường hợp mà công ty của mình có dự định rằng là mình sẽ hoàn thuế trong tương lai, được không ạ? Rồi, đối với lại tài khoản lưu ý tiếp theo mà em Huyền muốn lưu ý cho các anh chị, đó chính là tài khoản 334. Tài khoản 334 thì các anh chị chỉ cần lưu ý giúp em một cái nguyên tắc, đó chính là phát sinh của cái tài khoản 334 đối ứng với tài khoản chi phí phát sinh trong kỳ thì nó phải bằng với lại cái phần hạch toán, cái phần phải trả lương nhân viên ở trong cái phần nào, ở trong cái phần bảng lương của các anh chị. Tức là chúng ta sẽ phải có cái bảng lương để làm căn cứ đối chiếu. Và cái mẹo mà em Huyền hay hướng dẫn cho nhân viên của em Huyền làm cái phần này, đó chính là trên cái bảng lương mà chúng ta làm, mà bảng lương mà mình hạch toán danh sách của nhân viên bao gồm các khoản phụ cấp này kia đó, trong bảng lương tổng đó, thì em Huyền hay luôn luôn định khoản ở phía dưới các cái bút toán liên quan, để làm sao ạ, mình kiểm tra được cái việc mà mình định khoản như vậy nó có khớp với lại bảng lương ở phía trên hay không. Mình làm những cái công thức sum cột, ví dụ như tài khoản nợ của 64 có của 334, nợ của 627 có của 334, thì tổng 334 đó nó phải khớp với lại cái cột nào ở trên cái bảng lương của các anh chị, thì các anh chị sẽ biết rõ nhất. Và sau này mình sẽ là người giải trình với lại cơ quan thuế, khi mà mình sử dụng cái bảng lương đó là mình sẽ biết được rằng à, tại sao lúc lúc này ngay tại thời điểm mà mình sử dụng bảng lương này mình hạch toán vào trong phần mềm thì mình đang biết được rằng là mình tại sao mình định khoản như thế, mình không phải mất thời gian để mà mình nghiên cứu lại nữa.
Nên là cái mẹo mà mình định khoản luôn vô trong bảng bệ, bảng lương tại thời điểm mà các anh chị lập bảng lương là cái mẹo mà em Huyền đang sử dụng ha. Rồi tiếp theo nữa thì các anh chị sẽ phải đối chiếu với lại cái việc mà phát sinh lương của các anh chị và cái tập khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các anh chị, được không ạ? Thì trên bảng lương thường thường nó sẽ có luôn cái dòng gọi là thuế thu nhập cá nhân trên này, thì dựa vào cái việc mà các anh chị đang định khoản luôn trên bảng lương thì các anh chị có thể cân đối giữa cái việc mà kiểm tra các cái tài khoản 334, 33, 35 để kiểm tra cái khoản đối ứng bên này ha. Rồi một số các bút toán liên quan đến cái việc mà hạch toán chi phí lương, thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra lại cái bút toán lương có khớp với lại cái bảng lương thanh toán hay không, thứ hai là chứng từ chi lương đã có đủ chữ ký của người lao động hay chưa, và cuối cùng là cái người lao động mà mình đang sử dụng trên bảng lương ngay tại tháng này này hoặc ngay tại quý này này đang chuẩn bị quyết toán thuế hoặc đang chuẩn bị kê khai để lập tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì đã có cái mã số thuế thu nhập cá nhân hay chưa. Đó tiếp theo nữa là những cái người mà mình họ báo với mình rằng là họ đã có con để giảm trừ gia cảnh, vậy chúng ta đã đăng ký cái giảm trừ gia cảnh cho người ta chưa ngay tại thời điểm bây giờ. Và có một cái lưu ý cho năm nay đó là giả sử trong trường hợp các anh chị đang kê khai người ta vào trong cái bảng lương của tháng này và có cái phần gọi là giảm trừ gia cảnh hoặc là có cái phát sinh cái phần gọi là lương để mà khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì các anh chị nhớ một điều là các anh chị phải đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm hiện tại. Hồi xưa là các anh chị hay sử dụng là cuối năm các anh chị thiếu chi phí, sau đó các anh chị sẽ bổ sung chi phí bằng cách là các anh chị bổ sung cái chứng minh dân, nhưng mà nhiều khi thì cái chứng minh dân đó nó lại chưa được đăng ký và ngay tại thời điểm mà các anh chị đăng ký cho nó đã quá cái thời gian để mà các anh chị kê khai cái phần chi phí đó rồi. Ví dụ cái chứng minh dân này các anh chị đang để vào tháng 1 năm 2021, 2022 nhưng mà bây giờ đang là tháng mấy ạ? Bây giờ đang là tháng 11 và các anh chị chưa đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho cái cá nhân này thì coi như là cái chi phí mà các anh chị đưa vào nó không được hợp lệ, hợp lý. Các anh chị lưu ý phần này ha. Rồi tiếp theo nữa là khi mà các anh chị thay đổi cái mức lương, tăng lương cho người lao động có thưởng này kia các thứ thì có đầy đủ cái quyết định và cái quy định theo cái công ty hay chưa? Tức là ví dụ như thưởng thì phải có quy định quy chế đúng không ạ? Tăng lương thì phải có quyết định tăng lương và tăng lương với mục đích gì và tăng lương nó có ảnh hưởng đến cái phần gọi là thu nhập mà cá nhân hoặc là bảo hiểm hay không? Các anh chị lưu ý phần này ha. Rồi tiếp theo nữa là các tài khoản liên quan đến gọi là tài khoản chờ phân bổ. Chờ phân bổ thì nó sẽ bao gồm là tài khoản 242 và tài khoản gì ạ? 211 đúng không ạ? 211 hoặc là 214 ha. Rồi ở đây thì các anh chị lưu ý dùng Huyền là giả sử trong trường hợp các anh chị có phát sinh công cụ dụng cụ trong kỳ thì các anh chị xem là cái bảng phân bổ công cụ dụng cụ này của các anh chị á, là có khớp với lại cái sổ công cụ dụng cụ hay chưa, tức là bên có của tài khoản 242 nó phải khớp với lại bên bên gì ạ? Bên cái phần phân bổ ở trong cái trong 12 tháng phân bổ trên phần mềm. Tương tự như vậy cái phần phát sinh nợ 242 nó phải khớp với phần ghi tăng của trên phần mềm đúng không ạ? Rồi phần này thì các anh chị chỉ lưu ý giùm em là cái thời gian phân bổ đối với công cụ dụng cụ là dưới 36 tháng, nó thỏa điều kiện để nó là công cụ dụng cụ thì nó sẽ là công cụ dụng cụ, mặc dù là có thể là cái thời gian phân bổ của nó lớn hơn 36 tháng thì giả sử trong trường hợp đó thì chúng ta phải xét thêm sự nó có đủ điều kiện để hình thành tài sản cố định hay không, thì mình sẽ thay vì mình đưa vào tài khoản 242 thì mình sẽ chuyển qua tài khoản 211 được không ạ? Rồi tiếp theo là tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đối với lại tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào thì các anh chị lưu ý cùng em đó chính là cái số dư nợ của tài khoản 133 trên bảng cân đối phát sinh của doanh nghiệp nó phải bằng với lại số dư cái 133 của doanh nghiệp đúng không ạ? 133 của doanh nghiệp nó phải bằng với lại cái toàn bộ cái tập hai của 4 quý phát sinh mà chỉ tiêu phát sinh của cái thuế giá trị tăng trên 4 tập hai. Các anh chị phải kiểm tra coi nó chính xác cái phần này thì huyện ha. Rồi, tiếp theo là các anh chị sẽ kiểm tra số dư nợ của 133 trên sổ chi tiết tài khoản nó phải khớp với lại cái số khấu trừ chuyển sang kỳ sau của cái tờ 201 giá trị gia tăng trong trường hợp nếu mà có cái phát sinh khấu trừ thì phát sinh bên nợ của tài khoản 133 nó phải bằng với lại chỉ tiêu còn được bên nợ cuối kỳ nha, nó phải bằng với lại cái phần chỉ tiêu chuyển sang kỳ sau của cái tờ khai ha. Còn nếu mà phát sinh hàng tháng thì cái chỉ tiêu 24, 25 trên tờ khai nó phải bằng nhau với lại chỉ tiêu phát sinh bên nợ của tài khoản 133 trên bảng cân đối tài khoản được không ạ? Rồi những lưu ý mà em Huyền hướng dẫn cho các anh chị để mà kiểm tra số hóa đơn đầu vào đã hạch toán có khớp với lại hóa đơn đầu vào đã kê khai trên tờ khai hay không, nếu mất thì phải chúng ta sẽ phải kiểm tra và đưa vào lại. Kế toán kiểm tra các hóa đơn trên 20 triệu thì có những cái chứng từ thanh toán qua ngân hàng hay không và nó đủ điều kiện để ghi nhận được là
được khấu trừ thuế giá trị gia tăng hay không. Và tại kỳ doanh nghiệp có điều chỉnh bổ sung tờ khai thì chúng ta phải đối chiếu là tổng cái 133 đó, giả sử trong một kỳ các anh chị có điều chỉnh lại chăng nữa, thì cái mà các anh chị làm căn cứ đó chính là toàn bộ hóa đơn của các anh chị nó phải khớp với lại cái phần mà các anh chị điều chỉnh. Được không ạ? Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lọc những cái hóa đơn trên 20 triệu, và ở phía trên để em Huyền có hướng dẫn cho các anh chị là chúng ta ghi lại là chúng ta đã chuyển khoản trên 20 triệu vào thời gian nào. Và giả sử trong trường hợp mà có những cái hóa đơn mà không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì các anh chị cũng phải lưu ý lại, và chúng ta sẽ loại nó ra khi mà chúng ta làm cái việc của chúng ta hạch toán cái phần này vào trong phần mềm. Rồi, nó một lưu ý nữa, khi mà em Hiền quyết toán ở các đơn vị chi cục thuế đó, thì đa số các anh chị quản lý thuế các anh chị sẽ yêu cầu gửi một cái bảng kê. Mà trong bảng kê này thì nó sẽ có hai vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất là các hóa đơn trên 20 triệu được chi trả vào ngày nào, tức là nó sẽ có một cái ủy nhiệm chi để chúng ta xem thử coi là cái ủy nhiệm chi đó chúng ta đã chi trả cho cái tờ hóa đơn đó là ngày nào. Thứ hai là mà các anh chị hay yêu cầu cung cấp đó chính là cái ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn. Thì giả sử trong trường hợp khi các anh chị kế toán của nhà mình á, mà các anh chị nhập cái hóa đơn vào trong phần mềm Visa, thì các anh chị vui lòng là các anh chị nhớ luôn là nhập luôn cả ký hiệu và mẫu số hóa đơn, được không ạ? Rồi, đối với lại cái thuế giá trị gia tăng đầu ra thì các anh chị cần chú ý điều gì ạ? Đối với lại cái thuế giá trị gia tăng đầu ra, cái việc đầu tiên mà các anh chị cần kiểm tra đó là chính là so sánh cái 3331 trên cái bảng cân đối tài khoản nó phải khớp với lại bên cái tài khoản 511 mà nhân với thuế suất tương ứng. Nếu giả sử em mình ví dụ trong kỳ của các anh chị chỉ có thuế suất 8%, không hề có thuế suất 5%, thì cái 3331 này của các anh chị nó chính là cái tổng doanh thu mà nhân với lại thuế suất 8%, đúng không ạ? Nếu giả sử như trong kỳ của các anh chị mà có những cái thuế suất 5% hoặc là 8% hoặc là 10%, thì các anh chị có thể tách những cái phần này ra, làm sao để giải thích được cho con cơ quan thuế hiểu rằng là à, cái 331 của tôi nó đang lệch do với 511 là vì nó có phát sinh những cái bút toán liên quan đến cái thuế suất thuế giá trị gia tăng trong kỳ của tôi là được, được không ạ? Nó không hề sai là được nha. Rồi thì đối với lại cái này thì các anh chị cũng sẽ kiểm tra bằng việc là nếu giả sử như phát sinh nợ của 3331 trên sổ chi tiết tài khoản mà cái phát sinh của 331 phải bằng với lại số thuế trên cái tờ khai đó chính là ở chỉ tiêu 28. Trường hợp không bằng thì phải ghi rõ lý do là nguyên nhân tại sao không bằng. Được không ạ? Rồi, kiểm tra số lượng hóa đơn đã hạch toán có khớp hay không. Thường thường là chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm quản lý và phát hành hóa đơn riêng, ví dụ như là ở Misa thì có Minvoice hoặc là có Viettel hoặc là có những cái phần mềm khác. Thì giả sử như khi các anh chị hạch toán cái đó trên phần mềm Misa thì các anh chị cuối kỳ hoặc là cuối mỗi tháng trước khi mà gửi báo cáo cho cơ quan thuế là các anh chị cũng đã phải kiểm tra được cái số lượng hóa đơn được kê khai và cái số tiền mà được kê khai trong kỳ nó có khớp với lại cái việc mà các anh chị hạch toán trên phần mềm hay không, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là trường hợp mà có kê khai bổ sung điều chỉnh thì cái bút toán điều chỉnh trên phần mềm nó đã phù hợp hay chưa, hoặc là có những bút toán điều chỉnh để nó khớp với lại cái nộp lại cái tờ khai điều chỉnh của các anh chị hay không. Và cuối cùng một lưu ý nữa, khi mà chúng ta sử dụng cái tài khoản 33311 và 1331 đó chính là bút toán khấu trừ hàng quý, khấu trừ hàng tháng để các anh chị có được cái số dư chính xác, được không ạ? Rồi, và bút toán tiếp theo là chúng ta có cái phần nộp thuế. Giả sử trong trường hợp mà các anh chị có cái bút toán khấu trừ xong rồi hoặc là trên tờ khai các anh chị nhớ là có số thuế phải nộp thì các anh chị nên nộp luôn ngay tại thời điểm mà quy định của cơ quan thuế để nó không có bị, tránh trường hợp là chúng ta sẽ quá cái ngày quy định thì chúng ta sẽ có những cái phạt gọi là tính lãi chậm nộp, nó ảnh hưởng đến cái việc mà các anh chị hạch toán sau này và nó ảnh hưởng đến cái việc mà các anh chị nó cứ cái phần lãi nó cứ kéo dài. Chúng ta nên nộp đúng quy định đối với lại các trường hợp mà thuế phải nộp trong kỳ ha. Rồi, đối với lại cái phần tiếp theo mà em Huyền muốn lưu ý cho các anh chị đó chính là cái khoản mục hàng tồn kho. Thì đối với khoản mục hàng tồn kho này thì chúng ta nên so sánh giữa cái gì ạ? Giữa bảng cân đối phát sinh và cái sổ kế toán hàng tồn kho. Thì riêng đối với lại cái phần hàng tồn kho này, khi mà kiểm tra trên phần mềm Misa thì em Huyền sẽ có một cái video hướng dẫn riêng về cái cách quản lý, cái cách mà kiểm tra cái hàng tồn kho này làm sao nhanh nhất để chúng ta có thể biết được những cái lỗi nó là cái gì ha. Kế toán lưu ý đối với lại cái hàng này thì chúng ta chỉ lưu ý giùm em này, giả sử trong trường hợp mà các anh chị có phát sinh đến cái việc gọi là giảm giá hàng tồn kho hoặc là hàng hết đát để mình đưa vào cái phần chi phí trong kỳ thì các anh chị nhớ giùm em là phải có cái quy định của công ty về cái việc hàng hết đát này, hàng hư hỏng này để chúng ta khi giảm cái giá vốn này. Và lưu ý một điều là đối với trong trường hợp mà các anh chị là kinh doanh thương mại thì giá bán của các anh chị
nó luôn luôn phải cao hơn giá vốn. Không phải luôn luôn hoàn toàn, nhưng mà nếu giả sử nó nhỏ hơn thì các anh chị phải có lý do chính đáng. Mình giải thích cái việc này là tại sao mình nó nhỏ hơn, và nó chỉ nhỏ hơn trong một thời gian nhất định thôi. Giả sử như mình chạy chương trình khuyến mãi hoặc là mình chạy cái gì đó để mà mình tăng cái doanh thu của mình, nhưng mà sau sau cái thời gian đó thì tôi phải trở về cái việc là tôi kinh doanh phải có lãi chứ. Còn nếu mà các anh chị kinh doanh mà lúc nào cũng lỗ thì thế họ sẽ đưa vào cái phần nghi ngờ rằng là các anh chị đang bán dưới giá vốn, và phần này hoàn toàn có thể bị loại khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ha. Rồi tiếp theo nữa là các anh chị sẽ phải kiểm tra dùm em đến các tài khoản liên quan đến công nợ phải thu và công nợ phải trả. Đối với lại công nợ phải thu và công nợ phải trả đối với lại các tài khoản này thì các anh chị lưu ý dùm em là nếu mà có in á, thì chúng ta sẽ in hai bên đúng không ạ? Thì giả sử trong trường hợp chúng ta so sánh giữa cái bảng công tổng hợp công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải trả với lại cái phát sinh của tài khoản 131 và 331 thì chúng ta lưu ý dùm em là chúng ta sẽ có là 131, 331 nó là tài khoản lưỡng tính, thành ra là nó có thể là vừa dư nợ vừa dư khó có. Tại vì có những khách hàng họ ứng trước thì nó sẽ là dư nợ, có những khách hàng họ ứng chưa ứng mà mình phải thu thì nó sẽ là dư có, kiểu như vậy đó. Phải trả thì nó sẽ là dư có, phải ứng khách hàng mà ứng trước thì là dư nợ. Thành ra là chúng ta sẽ phải kiểm tra lại để mà mình biết được rằng là cái 131 này phải thu của khách hàng thì nó đang đúng hay đang sai. Và cái quan trọng nhất đối với lại cái nguyên lý kế toán của cái phần này đó chính là các anh chị phải có biên bản đối chiếu. Nó không phải là bút toán định khoản trong kỳ mà chính là biên bản đối chiếu công nợ đối với lại khách hàng tại thời điểm cuối kỳ. Tại vì sau này giả sử nó phát sinh một cái khoản gọi là nợ phải thu khó đòi mà các anh chị muốn đưa nó vào là nợ phải thu khó đòi, thì đối với lại cái thủ tục mà mình xác nhận được cái khoản này đó chính là cái biên bản đối chiếu công nợ hàng kỳ hàng năm, rằng là đến cái thời điểm mà trước khi thời điểm các anh chị đang đưa vào khoản nợ phải thu khó đòi thì xác nhận được rằng là công ty A vẫn đang nợ công ty B bao nhiêu tiền và chúng tôi đang không có khả năng thanh toán, kiểu như thế, để các anh chị có căn cứ để các anh chị đưa cái khoản nợ này vào khoản nợ phải thu khó đòi được không ạ? Rồi tiếp theo nữa đó chính là cái phần lưu ý khi mà hạch toán cái tài khoản này, đúng, đó chúng là chúng ta không được phép cấn trừ công nợ khi vừa phát sinh là người mua đồng thời cũng là người cung cấp hàng hóa trong cùng một khách hàng. Và nếu mà giả sử chúng ta có cấn trừ phần này thì chúng ta phải có biên bản cấn trừ đàng hoàng và sẽ có sự ghi nhận mà ký tên đóng dấu của cả hai bên được không ạ? Và thủ tục cấn trừ công nợ giữa hai đối tượng vừa là người mua đồng thời cũng là người bán thì nó sẽ là bản đối chiếu công nợ cộng với biên bản thỏa thuận cấn trừ công nợ, và chúng ta sẽ hạch toán cấn trừ công nợ trên phần mềm ha. Và khi thanh tra thuế họ cán bộ thuế thường chú ý đến cái phần phát sinh có của tài khoản 131, tức là họ sợ rằng là chúng ta có thu tiền trước của khách hàng mà chúng ta đang chưa xuất hàng hay không, thì chúng ta sẽ phải có những cái bút toán liên quan đến cái việc là xác nhận được chính xác cái số dư có của 131 nó có đúng hay không, và thường thường nó sẽ có căn cứ vào cái bảng gọi là xác nhận biên bản công nợ vào thời điểm cuối năm được không ạ? Rồi một phần nữa mà các anh chị có thể chú ý đến hai cái tài khoản này đó chính là các anh chị phải nếu trong trường hợp mà trong kỳ có phát sinh liên quan đến 131 và 331 tại thời điểm cuối kỳ mà có chênh lệch tỷ giá thì các anh chị phải tiến hành là đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ giùm em ha. Rồi như vậy là em Huyền vừa mới hướng dẫn cho các anh chị kiểm tra lại đi sơ qua một số các bút toán và một số các nghiệp vụ liên quan đến các quá trình các anh chị hạch toán trong kỳ. Cái video này thì nó thiên về cái việc gọi là chúng ta hạch toán và chúng ta kiểm tra được cái tính chính xác của một cái tài khoản. Còn video sau thì em sẽ đi sâu hơn về cái cách mà các anh chị kiểm tra trên phần mềm Misa. Hy vọng rằng là xem xong video này thì các anh chị sẽ tiếp tục nhấn vào video tiếp theo để chúng ta có một cái nguồn thông tin mạch lạc từ cái việc là chúng ta sẽ nhận định được cái tài khoản này chúng ta phải kiểm tra cái gì. Và ở cái video sau thì em Huyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị biết cách là đối với lại cái tài khoản này thì trên Misa chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào. Cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành và theo dõi những cái video của Satasa. Hy vọng rằng là những cái video của Satasa sẽ giúp ích cho các anh chị trong quá trình các anh chị hạch toán và kiểm tra cái tính đúng đắn của dữ liệu trước khi mà anh chị nộp báo cáo tài chính. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.